đón chào gió mới, vào lớp hoa đời thật tinh khôi, nét chữ xinh xinh đang dần nên nét người, mái trường thân yêu khi ngày tháng tươi vui, vì học sinh thân yêu, vì ngày mai đang lên, người thầy giáo thân yêu dắt dìu đàn em, cả cuộc sống vượt lên nâng niu những trời non, xuân về tương lai dạt dào niềm tin, bác vẫn vui bên đàn cháu. Đoàn quân tinh hoa rộn ràng bước đi trên khắp trời quê hương, ta khúc xiết mừng vui khi lớp lớp tuổi xanh theo đảng làm nên sự nghiệp vẻ vang. Đại biểu, kính thưa toàn thể bà con nhân dân, đang từ từ tiến vào lễ đài là chi đội Măng Non, chi đội xóm 10. Xin một tràng pháo tay thật lớn để chào đón và cổ vũ tinh thần cho các em. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể bà con nhân dân, đã 78 năm trôi qua kể từ mùa thu lịch sử năm 1945, cứ mỗi độ thu về, trong lòng mọi người con đất Việt lại dâng lên niềm tự hào về một mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc. Đó là thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt chính phủ lâm thời đọc bản tuyên ngôn độc lập tuyên bố với nhân dân Việt Nam và thế giới, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Với ý nghĩa lịch sử trọng đại này, ngày 2 tháng 9 đã được lễ làm ngày Quốc khánh Việt Nam. Ngày Quốc khánh ngày 2 tháng 9 không chỉ có ý nghĩa lịch sử to lớn mà còn như lời nhắc nhở thế hệ trẻ ngày nay khi sinh ra trong hòa bình, không phải chứng kiến cảnh đất nước chia cắt, súng đạn và chiến tranh, phải luôn học tập, rèn luyện sao cho xứng đáng với câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh: đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên. Cũng như giáo dục lòng tự hào và truyền thống vẻ vang của ông cha ta đã kiên cường bất khuất đánh đuổi
quân xâm lược bảo vệ Tổ quốc, đem lại niềm tin tặng tròn non sông. Và hôm nay, một lần nữa chúng ta lại cùng nhau ôn lại chặng đường 78 năm mà đất nước chúng ta đã trải qua. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể bà con nhân dân, đang tiến vào lễ đài là đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh chi đội 10, là xóm có tổ dân cư với hộ 225 hộ dân, có 1.158 nhân khẩu được phân bổ thành 10 tổ dân cư xóm tự quản. Xóm 10 là một xóm phát triển đa dạng ngành nghề như nông nghiệp, ngư nghiệp và các nghề phụ như buôn bán, kinh doanh dịch vụ hàng hóa, xuất khẩu lao động. Trong thời kỳ đổi mới, xóm 10 có tư duy năng động, sáng tạo, cần cù, chịu khó, vượt qua mọi khó khăn và làm kinh tế bằng nhiều nghề khác nhau. Nhờ vậy, đời sống vật chất của nhân dân nơi đây khá phồn vinh, nhiều nhà cao tầng khang trang và tiện nghi đầy đủ. Xóm luôn thực hiện tốt mọi chủ trương đường lối chính sách của Đảng và pháp luật. Tham gia hội trẻ duyệt nghi thức sạch Tiền Thành năm 2023, xóm có 150 em tiêu biểu đại diện cho hơn 400 thanh thiếu niên nhi đồng trong xóm, do em Hoàng Thị Mỹ Tâm làm chủ hội trưởng đang tiến vào lễ đài. Đi đầu là lá cờ đỏ sao vàng của Tổ quốc Việt Nam. Màu đỏ là màu của lớp lớp người đi trước. Màu vàng là thủ khí của đất trời, làm cho quân thù kinh hoàng bạt vía, làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Cùng chính lá cờ này, vào lúc 11 giờ 30 ngày 30 tháng 4 năm 1975, tung bay trên nóc Dinh Độc Lập, chấm dứt chiến tranh, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Nhìn cờ thấy Tổ quốc, nhìn cờ thấy nhân dân, dưới bóng cờ ta bước khắp nơi xa nơi gần. Bên cạnh là Chủ tịch Hồ Chí Minh, người cha già kính yêu của dân tộc, người làm rạng rỡ non sông đất nước Việt Nam ta. Hồn biển lớn đón muôn lời thủ thỉ, lắng từng câu từng ý chưa thành. Người là cha, là bác, là anh, quả tim lớn lọc thăm dòng máu nhỏ. Người ngồi đó với cây chỉ đỏ, vạch đường đi từng bước từng giờ. Tiếp theo cờ đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, biểu hiện hình tròn trong có hình măng non, trên hình đỏ sao vàng, dưới có chữ sẵn sàng cuộn tròn vào nhau, tượng trưng cho truyền thống cách mạng. Truyền thống đội tượng trưng cho lòng yêu Tổ quốc. Khi hoài này luôn nhắc nhở đội viên học tập rèn luyện sẵn sàng tiếp tục sự nghiệp vinh quang của Đảng, của Bác Hồ, của dân tộc Việt Nam. Tiếp theo sau là 150 khuôn mặt tiêu biểu đại diện cho thanh thiếu đồng trong xóm, kính dâng lên Đảng, Bác Hồ những bông hoa tươi thắm nhất, thể hiện sự tôn kính và biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, người cha già kính yêu của dân tộc và lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam vượt qua mọi thắt gành tới bánh vinh quang, để tỏ lòng biết bao nhiêu xương máu của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh để đất nước ta, dân tộc ta được hòa bình, có cuộc sống ấm no, hạnh phúc như ngày hôm nay. Thank you.
một hai em bước một hai nhịp nhàng. Vâng, các bạn chia đội, măng non chia đội 10 đang thực hiện phần thi của mình. Xin một tràng pháo tay thật lớn để cổ vũ tinh thần cho các em. Chỉ huy trưởng đang cho quân của mình dàn hàng 6 để thực hiện các tiết mục phần thi của mình. Kính thưa các quý vị đại biểu, trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai, tương lai của mỗi dân tộc, của toàn nhân loại phụ thuộc vào sự chăm sóc, giáo dục thế hệ trẻ, phụ thuộc vào sức khỏe, trí tuệ, năng lực của thế trẻ hôm nay. Trong thư gửi học sinh nhân ngày khai trường, Bác Hồ viết: Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không? Dân tộc Việt Nam có được vẻ vang sánh vai với các cường quốc năm châu hay không? Chính là nhờ vào phần lớn vào công học tập của các cháu. Và tuổi trẻ Việt Nam hôm nay luôn ra sức học tập và rèn luyện, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy để trở thành người con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Hãy thể hiện tình yêu quê hương, yêu đất nước, yêu đồng bào, có ý thức xây dựng và bảo vệ tổ quốc, tôn trọng truyền thống lịch sử của dân tộc, giữ gìn bản sắc dân tộc, phát huy phong tục tập quán, truyền thống văn hóa tốt đẹp của quê hương, của đất nước ta.
bản chi đội trưởng đang cho báo cáo quân số về dàn quân của mình. Thank you.
Và bây giờ các em đội viên chi đội 10 đang di chuyển về đội hình chữ U để thực hiện nghi lễ chào cờ. Thưa quý vị, lá cờ đỏ sao vàng là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam. Hình ảnh quốc kỳ tung bay gợi nhớ đến những ngày ý nghĩa thiêng liêng, một lịch sử hào hùng của ông cha ta trong sự nghiệp giữ nước. Lá cờ đỏ sao vàng là quốc kỳ của nước ta, là biểu tượng, là hình ảnh để Việt Nam tự tin sánh vai với các cường quốc gia trên thế giới. Màu đỏ vàng trên thể hiện sự mạnh mẽ và hy sinh của dân tộc Việt Nam trong quá khứ. Đây cũng là màu sắc ý nghĩa may mắn thịnh vượng. Ngôi sao vàng năm cánh trên quốc kỳ thể hiện lòng yêu nước và hy sinh cho độc lập của dân tộc. Năm cánh của ngôi sao biểu thị cho các tầng lớp xã hội, nông dân, công nhân, quân đội và tư sản đồng lòng xây dựng đất nước. Yêu rất nhiều tổ quốc của tôi ơi, mừng quốc khánh rợp sao vàng cờ đỏ, khắp mọi nẻo xa những con đường nhỏ thắm muộn màu máu đỏ của ông cha. Ngày lịch sử mùa thu thiêng liêng xa, bao nhiêu năm vẫn thiết tha đến thế, mãi rào rực tâm hồn bao thế hệ, luôn nồng nàn ngấn lệ ở trong tim. Nhiều đổi thay thiên giữ vững niềm tin, cờ vẫn bay thắm tươi trên nền đất nước. Thank you.
tới sức khỏe của toàn dân. Người nói mỗi một người dân yếu ớt tức là cả nước yếu ớt, mỗi một người dân khỏe mạnh tức là cả nước mạnh khỏe. Dân thường thì quốc bình, sức khỏe không chỉ đơn thuần là khỏe khỏe mạnh mạnh về thể xác mà còn là cả sự khỏe mạnh trong đời sống tinh thần. Và bác đã ra lời kêu gọi toàn dân tập thể dục, phong trào ấy đã được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Trong buổi tổng duyệt nghi thức hôm nay, các em chi đội măng non xóm 10 lại thể hiện một màn thể dục đồng diễn với những nhiều nhịp nhàng bổ ích, để sau này các em lớn lên trở thành những mầm non khỏe mạnh mà sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hằng mong. Và thế giới về sự ra đời của nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, khẳng định
Hôm nay sáng mùng 2 tháng 9, thủ đô hoa vàng nắng Ba Đình, muôn triều tiêm chờ chim cũng nín, bỗng vang lên câu hát ân tình. Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, người đứng trên đài lặng phút giây, trong đàn con đó vẫy hai tay, cao cao vầng trán người đôi mắt, độc lập bây giờ mới thấy đây. Và hôm nay, một lần nữa chiếc đội măng non xóm 10 lại tái hiện lại cảnh hào hùng nhân dịp kỷ niệm 78 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh ngày mùng 2 tháng 9. Thế trẻ trẻ hôm nay, trẻ viết tiếp những trang lịch sử hào hùng của dân tộc, xứng đáng với những gì ông cha ta để lại. Và tiếp theo là biểu tượng 78 năm. Kính thưa quý vị, trải qua 78 năm, toàn đảng, toàn dân ta ra sức xây dựng phát triển đất nước và đạt được nhiều thành tựu trong tất cả các lĩnh vực, đưa vị trí Việt Nam lên một tầm cao mới. Hôm nay đây, để hoài niệm lại 78 năm cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các em đội viên chi đội măng non xóm 10 đang thể hiện biểu tượng 78. Biểu tượng là dịp để chúng ta càng hiểu rõ hơn những giá trị lịch sử thực tiễn của cách mạng tháng 8, nhận thức đầy đủ trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân, thế hệ trẻ hôm nay trong việc gìn giữ và bảo vệ xây dựng đất nước. Thank you.
nhân dân là biểu tượng măng non. Em là măng non, em lớn lên trong mùa thịt hà. Chúng vui có đảng tiên phong, có đảng như ảnh thái dương. Chúng yên vui trong tình yêu thương. Kính thưa quý vị, biểu tượng măng non do chúng em chi đổi măng non số 10 vừa hình thành xong. Biểu tượng cho những mầm non chủ nhân tương lai của đất nước. Những bông măng non xanh tạo thành khối đoàn kết vững chắc như những lũ kiên cố và được đảng, nhà nước, nhân dân buôn đồng chăm sóc. Khi những bông xanh lớn lên thì trở thành những công dân có ích cho gia đình và xã hội. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chế. Mưa rông sẽ to và ta cho những nụ cười mới. Việt Nam sẽ tươi với nhau, vì hôn với nhau, vì chúng ta người Việt Nam. Vì nơi đây sẽ không sẽ quay về với đất trời Việt Nam. Vì nơi đây dù xa biết đâu ta vẫn trong nhau một nhà. Cùng trao nhau những nụ cười mắt để đến khắp mọi nơi. Việt Nam xa
vọng mới, niềm vui mới. Kính thưa ban tổ chức, thưa toàn thể nhân dân, phần thi nghi thức của chi đội 10 đã hoàn thành. Xin chân thành cảm ơn ban tổ chức và toàn thể nhân dân xã Diễn Thành đã cổ vũ nhiệt tình cho chi đội 10 có được kết quả trên đây. Trước hết là nhờ sự quan tâm, giúp đỡ của ban chấp hành, các anh chị đoàn viên thanh niên chi đội 10 và toàn thể nhân dân xóm 10. Một lần nữa xin được kính chúc quý vị đại biểu, ban giám khảo cùng toàn thể bà con nhân dân, khán giả sức khỏe, hạnh phúc. Chúc hội trại năm 2023 thành công rực rỡ. Chúc các em đội viên thi đấu bước vào năm học mới, gặt hái được nhiều thành tích. Xin hẹn gặp lại tại giải hè thiếu nhi năm 2024. Chương trình của chi đội 9, ban tổ chức, hội đồng chính tân thi sẽ tiến hành tổ chức trọng trải cầu của các chi đội. Vậy chúng tôi xin thông báo cho toàn liên đội được biết và chuẩn bị. Xin nhắc lại, sau chương trình nghi thức của chi đội 9, ban tổ chức, hội đồng chọn thi sẽ tiến hành tổ chức trọng trải cầu của toàn liên đội. Vậy chúng tôi xin thông báo để cho các chi đội triển khai đầy đủ. Xin nhắc với toàn liên đội, đề nghị 10 chi đội chú ý là sau chương trình chậm trải, ban tổ chức, hội đồng chấm thi sẽ tổ chức tổng kết bề mặt hội trại. Vậy xin thông báo cho toàn liên đội, sau khi chương trình hoàn thành thì sẽ tập trung về trước lễ đài để chúng ta tổ chức tổng kết giải. Cho chị đội ra thẳng tại luôn.